và Phan Lê Ái Phương xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì hành trình của Bếp Yêu Thương đang có mặt trên quê hương của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người mẹ tám con vẫn kiên cường đánh giặc và rất là nổi tiếng với câu nói còn cái lai quần cũng đánh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây với rất là nhiều những cảm xúc vừa thắp nhang cho một liệt sĩ xong. Và Ái Phương nè, khi mà lần đầu tiên bạn tham gia vào hành trình Bếp Yêu Thương và đến một nơi rất là đặc biệt như thế này thì cảm xúc của Ái Phương như thế nào? Đầu tiên là Phương cũng cảm ơn chương trình của mình đã dành cho Phương một cái cơ hội mà Phương nghĩ là rất là đáng quý, khi mà Phương sẽ có một cái ngày trải nghiệm với nhiều những hoạt động ý nghĩa, cũng như bên cạnh đó thì Phương còn được đến thăm quê hương của một vị anh hùng mà Phương nghĩ rằng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của tất cả chúng ta, đó là chị Út Tịch. Ngoài ra thì Phương còn nhớ một cái điều rất là đặc biệt, đó là hình như là chỉ có nơi đây thì mới có một cái đặc sản thôi. Không biết là chị Thảo có biết là dừa sáp đúng không? Đúng rồi hay quá. Nhưng mà chưa chi mở đầu chương trình là đã nhắc tới cái chuyện ăn uống rồi nha. Nhưng mà bây giờ như thế này, góc bếp mà chúng ta ghé thăm là thuộc bệnh viện Cầu Kè. Mà góc bếp này thì còn khá là chật vật về cái cơ sở vật chất và điều đặc biệt là về rau củ rồi thức ăn nữa. Cho nên hôm nay cái nhiệm vụ đầu tiên là chị em mình đi chợ để vận động làm sao cho bà con biết nhiều thông tin đến bếp hơn để họ mang rau củ vào đó họ ủng hộ. Chị ơi, đó có phải là thử thách của em không vậy? Thử thách của em không có đơn giản vậy đâu. Gì khi ghê vậy? Yên tâm đi, cái đó chỉ là một cái điều rất là nhỏ. Cũng có thể đó, em có sáng kiến hay lắm. Thôi. Bây giờ trước tiên là chị em mình đi chợ Cầu Kè trước để vận động rau củ quả mang về bếp để nấu 100 suất cơm trưa nay. Dạ, đi. Trong số những bếp ăn từ thiện ở tỉnh Trà Vinh, bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè được xem là non trẻ và còn có những khó khăn nhất định về kinh phí hoạt động. Bếp ra đời năm 2007 do sự quản lý trực tiếp của Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Nguồn gạo và kinh phí mua thức ăn được giao cho Hội Chữ Thập Đỏ các xã vận động quyên góp với chỉ tiêu cụ thể cho từng năm. Là một huyện nghèo, vùng đất một thời chiến tranh ác liệt, người dân sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp nên bà con cũng không có điều kiện để đóng góp nhiều cho bếp, dù hầu như rất nhiều người đã từng nhận ở đó một ân tình trong những ngày nằm viện, dù chỉ là bát cơm trắng hay chén canh rau đạm bạc. Những tháng đầu năm này, bếp đang rơi vào tình trạng cạn kiệt kinh phí với nguồn gạo sắp cạn. Trong khi đó, mùa lúa chín ở đây thì phải đôi ba tuần nữa mới có thể thu hoạch. Ở xứ trồng lúa, làm vườn, muốn vận động cái gì ở người dân, thuận tiện nhất cũng chỉ là vào mùa thu hoạch. Dù còn nhiều khó khăn và từng gặp rất nhiều lần bếp sắp cạn nguồn quỹ, nhưng góc bếp nghĩa tình này chưa một ngày dán ánh lửa hồng trong hơn 7 năm kể từ ngày thành lập. Cái tin bếp yêu thương về thăm Cầu Kè được những người quản lý bếp hồ hởi đợi chờ. Đó thật sự là nguồn động viên ấm áp để bếp ăn có điều kiện chăm lo tốt hơn cho từng bữa ăn của bà con bệnh nhân nghèo. Bí thư đoàn và chủ tịch hội phụ nữ của thị trấn Cầu Kè bày tỏ được đồng hành với chương trình trong vai trò của tình nguyện viên. Nhiều người nhà bệnh nhân cũng sáng tay vào bếp phụ nhiều việc để làm sao có một bữa cơm trọn vẹn ý nghĩa của sự yêu thương, được nhen nhóm từ góc bếp nghèo nhưng giàu tình nghĩa trên quê hương của người mẹ cầm súng. Này bạn ơi, cùng chung tay nhé, đón yêu thương vào tim.
Dạ, em chào anh Quý. À, chào em Thanh Thảo. Dạ, anh Quý ơi, tụi em đã đi nhiều góc bếp từ thiện rồi, nhưng mà góc bếp của mình thì lại có một cái mô hình quản lý khác, có nghĩa là giao hẳn bếp cho Hội Chữ Thập Đỏ của các xã quản lý luôn. Vậy thì với góc bếp của mình ngay từ những ngày đầu thành lập cho tới bây giờ là như vậy luôn hả anh? Đúng vậy đó Thanh Thảo. Ở huyện Cầu Kè chúng ta có một cái đặc thù riêng nhất, không có đâu có được trong của tỉnh. Như vậy bếp cơm huyện Cầu Kè đó thì do Hội Chữ Thập Đỏ huyện tổ chức vận động, rồi ngay cả cái khâu mà nấu rồi cấp phát cơm cho bệnh nhân mà các anh đã giao chỉ tiêu cho các cái hội chữ thập đỏ xã hàng năm đó là phải có nghĩa vụ đóng góp gạo. Em nghĩ là một để duy trì cái bếp như vậy cái điều nó cũng không có dễ dàng, có khi nào thì mình gặp cái tình trạng là nó sẽ bị cạn kiệt ngân quỹ hay là như thế nào không anh, thì lúc đó thì mình xử trí như sao anh? Vâng, cái đó là vẫn có đó Phương. Dạ. Là nhiều khi có những lúc là phải hết nguồn, thì trong ban lãnh đạo của hội đỏ huyện mấy anh là chỉ đạo trực tiếp cho hội đỡ thị trấn, bởi vì cái hội đỡ thị trấn là đảm nhiệm cái bếp trưởng của bếp cơm. Dạ. Yeah. Như vậy thì các anh là đã phối hợp với chỗ ban là chấp hành của hội đỡ thị trấn đi vô các cái chùa, các cái doanh nghiệp ở địa phương là vận động để chữa cháy. Yeah. Thì nói chung là quê hương thì còn nghèo lắm, nhưng mà người ta vẫn giàu lòng nhân ái đóng góp để mà chữa cháy qua cái giai đoạn khó khăn. Đất nghèo nhưng mà tình người thì rất giàu. À đúng rồi. Vậy thì mỗi ngày khi mà chứng kiến bếp đỏ lửa rồi tặng những cái suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chắc là tất cả những thành viên trong Hội Chữ Thập Đỏ đều rất là vui và cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, khi mà chương trình các anh đi vận động như thế vậy mà được sự ủng hộ, mặc dầu bà con như chùa có nghèo nhưng mà ủng hộ thế vậy thì mấy anh rất là vui. Dạ. Và những người bệnh nhân người ta đến làm được những suất cơm như vậy người ta vui, mình cũng vui lên thêm. Dạ. Mà chị Thanh Thảo, hình như em nhớ hôm nay chương trình của mình thì cũng sẽ có cái điều khác là mình sẽ có một cái nhân vật thụ hưởng nữa. À đúng rồi, mỗi một chương trình thì mình đều có một nhân vật thụ hưởng có hoàn cảnh vô cùng là khó khăn và đang điều trị tại bệnh viện. Dạ. Rồi cũng hưởng những cái suất cơm từ bếp nữa. Dạ. Nhưng mà một lát nữa sau khi mình phát cơm thì chắc là anh Quý sẽ dẫn mình đi thăm nhân vật. Dạ. Thụ hưởng anh Quý ha. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày, bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia, bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong. Có lẽ trong những ngày này, tâm trạng của anh Phan Hồng Linh như tơ vò trăm mối. Cái tin mắc phải chứng ung thư gan ở giai đoạn di căn không phải làm anh nghĩ ngợi nhiều nhất, mà điều làm người đàn ông 54 tuổi này quan tâm nhất chính là làm sao được sống để lo cho đứa con trai duy nhất hoàn thành năm cuối ở trường cao đẳng kỹ thuật 4 tỉnh Vĩnh Long. Ngày còn trẻ, anh từng là một thầy giáo. Khi bé Thiện chỉ vừa hơn 1 tuổi, mẹ Thiện đã không chịu được cảnh nghèo, quyết định ra đi, bỏ cha con anh không một lời từ biệt. Một mình anh tần tảo gà trống nuôi con, bỏ nghề dạy học để chạy xe Honda ôm, cũng vì sự tự trọng không thể cùng lúc làm cả hai cái nghề ấy. Cực khổ, tằn tiện, người đàn ông này đã dìu con vào đời với tất cả sự yêu thương, dù anh không thể tạo dựng cho hai cha con một căn nhà lành lặn. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kỳ vọng của anh về con chợt vụt tắt. Anh không chịu nhập viện vì có khi việc nằm viện phải gọi con về. Nằm viện rồi làm sao kiếm được mấy cuốc xe Honda ôm để gửi tiền lên cho con ăn học. Mãi khi Hội Chữ Thập Đỏ địa phương biết chuyện, thuyết phục, anh mới chịu đến bệnh viện Cầu Kè điều trị lâm sàng và có khả năng phải chuyển về tuyến trên. Thì thoảng các điều dưỡng ở đây lại không tìm được anh Linh ở giường bệnh. Hỏi ra mới biết, bệnh nhân tranh thủ kiếm vài cuốc xe ôm với những khách hàng quen thuộc, ngay cả trong những lúc cơn đau hoành hành. Khi đoàn bếp yêu thương đề nghị được ghé thăm nhà anh, ban đầu anh từ chối. Và khi đến thăm căn chòi nhỏ nằm ngay bên quốc lộ, các thành viên trong đoàn mới cảm nhận trọn vẹn vì sao người cha đã hy sinh cả cuộc đời cho đứa con trai ấy, từ chối sự sẻ chia trong những ngày mà anh rất cần sự cảm thông và chia sẻ.
Thiện năm nay là mình học tới đâu rồi em? Dạ em cao đẳng năm cuối. Cao đẳng mà năm cuối là mình học ngành gì hả Thiện? Dạ em học về điện tử, làm kỹ thuật. À, em Thiện thì ngoài đi học thì em có làm cái công việc gì thêm không? Dạ. Cà phê. Thiện thì không có học ở gần đây, ở xa nhà như vậy rồi em có thấy lo lắng cho cha nhiều không? Nhiều khi cũng lo lắng nhưng mà ở xa không về được, nhưng mình có lỗi mất tiếng với cha. Chú nè, bây giờ ngoài cái căn bệnh của mình thì cái điều gì làm cho chú cảm thấy là chú lo lắng nhất? Điều chú lo lắng nhất hết thì con chú chưa lo chưa xong cho nó. Lo chưa xong cho em. Từ xưa đến giờ chúng ta có thể là chứng kiến rất là nhiều rồi cái tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Nhưng mà hôm nay với câu chuyện của chú Linh và em Thiện thì thật sự Thảo cảm thấy là người cha người mẹ nào cũng luôn dành cho con mình tất cả những điều tốt đẹp nhất, không bao giờ nghĩ tới bản thân mình. Thưa quý vị, chỉ còn đúng một năm nữa thôi thì em Thiện sẽ ra trường. Em chính là tất cả niềm hy vọng của chú Linh. Chú mong mỏi là em có được một cái tương lai, một cái nghề nghiệp ổn định rồi tự lo được cho bản thân mình. Nhưng mong mỏi đó trong một năm sắp tới đây có được thực hiện hay không với căn bệnh hiện tại mà chú đang mang. Thì Thanh Thảo hy vọng là khi quý vị xem câu chuyện này, chúng ta lắng nghe và có thể cảm nhận được cái sự lo lắng rất lớn từ ánh mắt của hai cha con. Thì quý vị hãy đồng cảm, hãy chia sẻ để cho tương lai của em Thiện không bị gián đoạn ngay vào lúc này thưa quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Ái Phương đến với Cầu Kè và có một cái đặc sản ở đây mà Thảo nghĩ là rất là nhiều người biết đến, đó chính là dừa sáp. Và thử thách đặt ra cho Ái Phương ngày hôm nay là trong khoảng thời gian đúng 15 phút, bạn sẽ làm sao dùng tay để hái xuống 10 trái dừa, ở trên cây. Rồi xong trong 10 trái dừa đó bạn phải phân biệt và chọn ra được một trái dừa sáp. Để phân biệt giữa cái dừa bình thường và dừa sáp thì bây giờ anh Fumi sẽ là người hướng dẫn cho bạn. Em mời anh ạ. Thì cái trái dừa sáp với cái trái dừa khô nó khác nhau ngay chỗ là sau khi mình lắc nước, mình lắc thì cái âm thanh nó phát ra là nó đục hơn. Dạ. Còn cái trái dừa không sáp thì cái âm thanh nó phát ra rất là thanh. Rồi 15 phút dành cho Ái Phương bắt đầu. Xoay vòng vòng. Chú. Xoay gì đó. Chừng nào đây đó. Nhanh lên Phương ơi, nhanh tay lên Phương. Rồi một trái. Trời đó, vậy uống dừa chứ đừng có biết hái dừa khó đâu. Dạ. Rồi, nhanh lên chạy qua cây khác. Chắc chưa? Rồi. Giờ trái nào? Em chọn hai trái này. Em nghĩ là một trong hai trái này là dừa sáp. Rồi, xin mời anh Phương Huy kiểm tra giúp em. Thì cái này âm thanh nó phát ra rất nó đục. Thì cái này là nó chính xác nữa. Hai trái chính xác luôn.
Bây giờ hiện tại chỉ có mới là 14 phút 38 giây thôi, các bạn đã quyết định rồi. Dạ. Cái này chặt ra phải không? Với dừa sáp là mình không khi nào mình đập một cái mạnh là nó bể làm hai. À, nước nó hơi sệt thấy không? Như vậy là cũng rất là khó khăn nha, một cây chỉ có một vài trái thôi mà Phương cũng đã tìm được rồi, mặc dù là biết là cô nàng rất là mỏi tay. Nhưng mà không sao, cái sự nỗ lực này của em cũng đã mang về cho bếp thêm một phần quà nữa là 15 triệu. Chúc mừng em. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban tỉnh cũng như là rất đông đảo bà con tại Bệnh viện Cầu Kè thì chương trình Bếp Yêu Thương xin được tổ chức buổi lễ trao tặng quà cho góc bếp từ thiện của bệnh viện. Xin được gửi tặng cho góc bếp của mình là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Maison cùng với một phần tiền mặt là 15 triệu đồng. Mời chị Nguyễn Ngân Giang đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison trao phần quà này đến cho anh Quý đại diện của bếp. Thay mặt cho nhãn hàng dầu thơm và cao cấp Maison xin gửi tặng đến bếp ăn từ thiện của mình ạ. Thay mặt lãnh đạo ủy hội Cầu Kè xin tặng cảm ơn nhãn hàng Maison. Và thưa quý vị, với câu chuyện của gia đình anh Linh ngày hôm nay thì hành trình bếp yêu thương xin được dành cho gia đình anh một phần hỗ trợ đó là 15 triệu đồng. Xin mời chị Ngân Giang sẽ trao đến cho anh Linh 15 triệu. Dạ, xin gửi tặng đến chú một phần quà mà cũng là một sự chia sẻ từ nhãn hàng dầu thơm và cao cấp Maison. Hy vọng là chú sẽ sớm có một sức khỏe tốt hơn và có thể tiếp tục cùng em Thiện ổn định cuộc sống gia đình mình. Quý vị thân mến, đồng hành cùng với chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay là ca sĩ Phan Lê Ái Phương và bạn ấy đã rất là vất vả để vượt qua thử thách của chương trình. Cho nên là bạn cũng đem về thêm một phần quà nữa cho bếp, đó là 15 triệu. Xin mời Ái Phương sẽ đại diện chương trình trao 15 triệu đến cho bếp. Em xin gửi cho bếp của mình và em cũng hy vọng là những bữa ăn mà bếp gửi đến tất cả mọi người sẽ cho mọi người có một cái niềm vui cũng như là ấm áp hơn. Ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi một phần quà của anh chị Nguyễn Xuân Dũng, Việt Kiều Đức tặng cho trường hợp của anh Linh là 1 triệu đồng. Và anh Nguyễn Vĩnh Khoa, lưu học sinh Việt Nam tại Úc, gửi cho bếp ăn của mình 1 triệu đồng. Xin được thay mặt cho khán giả gửi hai phần quà này đến bếp và nhân vật ạ. Thưa quý vị khán giả, hành trình Bếp Yêu Thương cũng đã ghé đến với tỉnh Trà Vinh rất là nhiều lần rồi. Và ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của anh Lê Hùng Cường là ủy viên thường vụ của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Trà Vinh. Anh sẽ đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh trao bằng khen đến cho công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật Cái Lân. Xin mời ông. Xin mời chị Nguyễn Ngân Giang sẽ đại diện công ty và chương trình nhận bằng khen. Cảm ơn cái nhà hàng dầu ăn cao cấp Maison đã đến chia sẻ cùng địa phương chúng tôi để giúp đỡ cho cái bệnh nhân nghèo. Dạ, anh xin cảm ơn. Và thưa quý vị, thưa bà con, để chia sẻ thêm với những khó khăn của bà con đang điều trị tại bệnh và cũng là những nhân vật được hưởng nhiều suất cơm từ bếp ăn từ thiện thì chương trình sẽ tổ chức một cái phần rút thăm may mắn. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 lá thăm. Mỗi lá thăm thì sẽ được nhận một phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Số đầu tiên là số 017. Số 17 à. Rồi, em mời anh đây. Chúc mừng anh. 61 à. Ở đây có ai có số 61 không ạ? 061. 061 à. Dạ đúng rồi. 074 à. Không, ở đây 074. Có không ạ? Có không ạ? Và 074 lần cuối cùng có không ạ? Vâng, như vậy là cái số phiếu 074 này, phần quà 1 triệu này sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện của bếp. Rồi, cảm ơn. 040 ạ, 40. Số 40. Dạ, mời chị lên ạ. Dạ, con xin mời số 034 ạ. Dạ, chúc mừng cô. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho hành trình Bếp Yêu Thương cũng đã hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình Bếp Yêu Thương do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây cùng với báo Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị cùng đón xem. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bếp yêu thương mang hạnh phúc. Bếp yêu thương
lòng, chiều con tim tỏa lặng trong tình thương.